một bản nữa nha. Rồi xuống. Rồi cho em xuống like nha. Em xin mời sư quân Tam Kha ạ. Cảm ơn cả nhà đã có bố đây với anh hai nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Dạ em xin mời sư quân Tam Kha nha. Dạ, bây giờ em che với sư huynh Tam Kha đáng mất nhận sân chùa của sư huynh Tam Kha. Em mời Tam Kha. Này giàu hai chúng mình mai này đến xa thương nhớ không nhòa thương kẻ đi xa lòng còn mang bao sầu thương có nghe tranh tâm tư xót xa duyên lỡ nàng em chúng này nhìn mây cuối trời lỗi nha, em nhắc lại nha tên kia nó đập cho nó bị xin mời anh. Nhanh cát này sầu ai chúng mình mai này dính xa thương nhớ không nhòa còn mang bao sầu thương có nghe tranh tâm tư xót xa duyên lỡ nàng em chốn này nhìn mây cuối trời thương ơi chốn xa sương ướt vai mềm em ở nơi đây rượu hồng mặn mỗi ngày vui bao vàng đêm vui đau mình buồn đau niềm miên đấy cây thương ơi chẳng may kìa ông là ai? Tôi là một kẻ từ miền xa xuôi lắm đạp xương hàn đội gió tiếng trở về đây để làm chi? Để kể cho bà nghe qua một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con trai, chuyện đau của một kẻ lăng trình. Đêm qua tôi có về ngang qua nơi họ hẹn cô, thì mới hay người con gái anh đã chẳng xong. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi. Tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào đóng
một giấc mơ buồn ba. Rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán lạ, xin bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa tiếng sương. Bà ơi, nếu phút giây nào bà có chẳng nhớ tất một kẻ cùng bà một cuộc đời chàng xót qua mặt, bỏ lại bên đường một dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây là để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được dâu vàng hạnh phúc. Trải quanh đi những gì đi gặp gỡ, cho dặm trời xa không bờ nơi mặt sông hồ. Đó là quyết định của sư mẫu, em làm sao em cãi lời người. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ đánh bên lề thành công. Có biết thương cũng đành xa nghiệp, mong mấy nào rồi cũng tàn cuộc giữa cắt xương. Thì thôi, đường ba thấy đường tôi cứ bước, chẳng có quan hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đòi có lạ, để lắng nghe chim nguyên tổn ra kêu sầu. Đó là lúc bà đã tình yêu bên cạnh chồng và những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định nương, vui sông hồ sẽ vui lắm bước chân qua. Tâm ca mãi đôi trời xa nhau.
lòng quên mi mi. Rồi tình yêu giống tiếng thu mi không giữ âm gian khúc nhà phòng mà gian giới. Tôi trở lại đây gặp nhau lần sau luôn sẽ nhân tâm và mỗi gian mi. Nghe những đêm hẹn qua thu xưa càng ra lòng thu càng rất tôi cũng không biết làm sao giữa hai ngã đường tình và hiền. Anh ơi bây giờ đã sắp hết mùa thu những cõi thu đồng khen khiêu thơ rồi những bài tiếng sẽ trở về nam làm cho nỗi ly tan càng thêm buồn thảm ngã đã gấp càng là rồi dòng như lệ. Cảm ơn tỷ tỷ Sina Trần, cảm ơn Quý Dũng, cảm ơn anh hai, cảm ơn tỷ tỷ Huyền Lê, cảm ơn tỷ tỷ Đoàn Em, tỷ tỷ Mỹ Châu Trần, cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho em một đêm chân thật là vui vẻ. Xin cảm ơn cả nhà nhân chờ cũng kia cho em xin xuống đây nha cả nhà yêu. Hẹn gặp lại cả nhà vài buổi sau ạ. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chúc sư huynh Tam Gia với anh hai Tâm Trả buổi sáng vui vẻ ạ.